Ok, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ unbox hai phiên bản của cuốn sách nổi tiếng Câu chuyện nghệ thuật của Gombrich vừa mới phát hành. Đây là cuốn sách mà đã được xuất bản 8 triệu bản trên toàn cầu. Nó là cuốn sách nổi tiếng nhất trong lĩnh vực lịch sử về nghệ thuật. Cái bản thường này thì mình mua này. Và mình sẽ mở ra đọc và sẽ review nội dung lại cho các bạn. Còn cái bản limited này thì mình được tặng. Nhìn chung về hình thức thì hai bản này nó y xì nhau luôn. Chắc nó đều nằm trong cái khối lượng 5.000 cuốn của Omega in ấn. Bản limited này thì nó hơn được mỗi cái hộp, nó có cái màu cam vermeil rất là đẹp. Điều buồn cười là cái bản thường này mình còn được tặng thêm mấy cái poster nữa. Nhưng mà mấy cái này thì cũng không để làm gì đâu, nó phí đi thôi. Theo mình đoán thì Omega sẽ thu từ khoảng 3 tỷ 2 đến khoảng hơn 4 tỷ cho toàn bộ cái lượng in 5.000 cuốn. Đấy, mình đoán thế thôi, còn họ lãi bao nhiêu thì mình chịu. Nhìn chung đây là một cuốn sách mà in ấn rất là đẹp và các bạn nên có nó trong cái giá sách của mình. Điều hơi đáng tiếc là cái gáy của nó lại vuông, kể ra mà nó cong cái bán kính mở thì nó sẽ bền hơn. Đấy là kinh nghiệm của mình như thế.